Ông Quý ơi, ông Quý ơi, ông Quý ơi, ông Quý ơi, ông Quý. Lên chút cơ Bình, tay mày bằng giấy hay sao đấm nhẹ hiu vậy? Dạ không, tay con bằng thịt, nhưng mà tại vì con sợ cậu ba đau á. Tuy là anh không thể thuyết phục má cho em một danh phận đàng hoàng, nhưng mà ít ra má cũng đã nhượng bộ điều cho em lên phòng làm vợ anh. Từ nay cuộc đời của em sẽ không còn phải vất vả cực khổ như trước nữa. Ta biểu kêu bằng anh đi mà cứ cậu ba hoài à? Cậu muốn làm con hầu hoài luôn hả? Tại em kêu không có quen, với lại kêu bằng anh nghe nó kỳ lắm. Không quen hả? Thì mình kêu lần lần đi cho nó quen. Nhầm sao mà quen được? Muốn quen hả? Dễ lắm. Sao cậu ba? Em làm như vậy nè. Trời ơi, cậu ba, té bây giờ đi nè, bỏ em xuống. Té bây giờ, em té bây giờ. Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba nè. Thank you.
thích không? Của em hết đó. Tình mộng xuống bão đẹp quá, đẹp quá cậu ba. Giọt lệ sầu lặng thinh ta khóc phân ly, một bóng hiu hoành lạc trôi xuôi ngược về đâu. Là vợ của anh rồi thì em không cần phải làm việc nhà nữa, cứ việc ở không, ăn ngon mặc đẹp, chờ ngày sanh con cho anh thôi. Không duyên trăng thề, người ơi có chủ. Sao nghe cậu Bình nói vài bữa nữa ông chủ mới về mà. Tôi xưa nay vẫn thích bất ngờ. Dạ. Vì không biết sao. Dạ. À, ở nhà có chuyện gì không vậy bảy? À, dạ không, thưa ông. Tôi cũng mong là vậy. Dạ. Thank you.
cậu ba, cậu vẫn còn nhớ tới em sao? Bà kia. Dạ. Dám tự tiện vô phòng của người khác hả? Dạ. Dì Bảy đâu? Dạ. Anh dạ. Nhi đâu? Bao nhiêu năm rồi, những cái giọng đó, những tính nóng nảy ồn ào không thay đổi. Nhưng mà ông ấy không nhận ra mình. Anh Nhi đâu? Chết hết rồi hả? Bà kia. Dạ. Tôi hỏi sao bà không nói? Bà là ai? Sao dám tự tiện bước vô phòng của tôi? Dạ. Ông chủ bớt giận. Dạ, tại vì tôi bị lạc đường. Cái bà kia đã kêu bà ngồi yên ở trong phòng khách rồi. Nhà người ta mà bà đi lung tung gì kỳ vậy? Đâu nhà như vậy đó hả? Hả? Ra ngoài hết cho tôi. Đi. Chuyện trong nhà mà bếp xếp ra ngoài, ông ấy sẽ cắt lưỡi bà đó. Ông ấy rất là nóng tính. Dạ bà chủ yên tâm, tính nóng nảy của ông chủ tôi còn lạ gì nữa. Bà nói không lạ tính chồng tôi là sao? À, dạ không. Dạ, ý tôi á là tôi nghe chồng tôi kể nên tôi mới biết. Tôi với bà đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Thân tôi quê mùa nghèo hèn, làm gì có vinh hạnh được gặp bà chứ. Bà nói cũng phải, nhưng mà không hiểu sao, tuy mới gặp bà lần đầu mà tôi thấy quen lắm. Giống như là ngày nào cũng gặp nhau rồi á. Dạ, chắc là người giống người thôi bà chủ. Ừ, có lẽ vậy. Bà có biết hôm nay tôi kêu bà đến đây để làm gì không? Dạ thưa, tôi không biết. Con Phượng có nói với bà chuyện con trai của tôi muốn cưới nó làm vợ chưa? Bà vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Bà đừng có giả bộ đóng kịch quê mùa ngây thơ trước mặt tôi. Má con của bà chắc hẳn đang vui mừng hí hửng vì tưởng một bước lên trời. Trong chớp mắt, từ con hầu trở thành bà chủ. Bà chủ à, bà nói cái gì vậy? Tôi không tin con Phượng chưa nói gì với bà. Dạ, thực sự là con Phượng chưa nói gì với tôi. Nhưng nếu đây là sự thật, tôi nhất định sẽ bắt nó rời xa. Rời xa? Tại sao? Đây không phải là cơ hội đổi đời sao?
cơ hội mà đám dân đen các người hằng mơ ước sao? Đây không phải là cơ hội, mà là bất hạnh, là gan trái, là nghiệt quan cho con gái của tôi. Xem ra cuộc nói chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Nếu như bà đã biết đây không phải là cuộc tình dễ dàng đơm hoa kết trái, thì hãy kêu con Phượng lập tức tránh xa con trai của tôi ra. Tôi sẽ cho nó một số bạc hậu hĩnh. Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng bà không cần phải cho gì hết. Bắt đầu từ ngày mai, tôi xin bà cho con Phượng được nghỉ việc. Còn bây giờ, tôi xin phép bà tôi đi về. Tôi xin phép bà chủ. Mình chưa kịp nói gì mà. Bà chủ, ông chủ đang nổi giận, ông muốn gặp bà liền đó. Tôi biết rồi. Dạ. Làm cái gì mà bày đồ đó tùm lum gì mày? Dạ. Dạ, tại con đang trồng bông. Ai sai mày trồng? Tao đã nói mày là con hầu của tao thì mày chỉ nghe lời tao thôi. Mày nghe lời hả? Hả? Dạ, con có nghe lời cậu ba. Với lại cũng không ai biểu con trồng hết á. Là con tự ý trồng. Mà con trồng bông lại hả cậu ba? Bông lại? Dạ. Tự nhiên mà trồng bông lại làm cái gì? Dạ, thì tại vì hôm bữa con nghe cậu ba kể, hồi nhỏ ông chủ có trồng một bụi bông lài. Chiều chiều ông chủ hay dắt cậu ra chơi ở gần bụi bông lài đó. Rồi cậu ba thích lượm bông lài đem về ép trong tập nữa. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì? Cậu ba không thấy sao? Cái khu này nè, cậu ba thường hay ra đây dạo, nên con trồng bông lài ở đây. Mai mốt cậu ba ra ngoài này á, cậu ba sẽ ngửi cái mùi bông lài thoang thoảng, rất là thư giãn. Mày làm chuyện này là vì tao hả? Dạ phải. Con thấy cậu ba làm nhiều việc cho con rồi, cho nên là con phải làm một cái gì nhỏ nhỏ cho cậu ba chứ. Anh hai, má kìa. Má sao vậy anh hai? Anh cũng không biết nữa. Từ chiều anh đi mần về là đã thấy má như vậy rồi. Vậy là má chưa ăn uống gì hả? Má không có nấu cơm. Còn em nữa, bữa nay đâu phải ngày nghỉ của em đâu mà về sớm chị. Má kêu em về. Má kêu em về? Ừ, má kêu em về mà từ chiều đến giờ không nói với em tiếng nào hết trơn á. Sao kỳ vậy? Má kêu em về rồi lại ra đó ngồi một mình nữa. Em không biết nên mới hỏi anh nè. Thôi mình ra với má đi. Má, sao má ngồi đây một mình vậy? Má, má đang khóc hả? Không có. Chắc do bụi bay vô mắt thôi. Mà hai đứa ra đây làm gì vậy? Má à, con nấu cơm chín rồi. Hay là má vô ăn cơm chung với tụi con đi. Má chưa đói. Hai đứa vô ăn trước đi. Má có chuyện gì giấu tụi con hả? Má nhớ ba hay là má nhớ nhà vậy? Có chuyện gì vậy má? Má có buồn con không? Con có làm gì đâu mà má phải buồn. Má chỉ lo lắng thôi.
Phượng à. Dạ. Bắt đầu từ ngày mai con nghỉ làm ở đó đi. Má, sao nghỉ làm? Sao tự nhiên má biểu con nghỉ làm vậy? Má biểu sao á thì em nghe vậy đi, hỏi làm gì nữa. Nhưng em đang làm ở đó tốt mà, ông bà chủ cũng rất vừa lòng nữa. Má, có chuyện gì vậy má? Lập tức tránh xa cái gia đình đó càng nhanh càng tốt. Đợi ít bữa nữa thu xếp xong mọi chuyện, má sẽ dắt con về quê. Má, cuộc sống của gia đình mình sẽ êm đẹp giống như từ trước tới giờ. Má à, trước đây con cũng từng nghĩ như má, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Cậu Bình á là người tốt, biết chăm lo đời sống các anh em công nhân, với lại đã cấp căn nhà này cho mình nữa. Con nghĩ xa cách chia bà gần gũi, con có cơ hội chăm sóc cho má nhiều hơn. Con cũng thấy vậy á má. Với lại tuy không nói ra nhưng mà tí rất là thương má. Má mà về quê tí nhớ má lắm đó. Má ở lại cho tí vui nha má. Má đã nói không là không. Nếu con cãi thì con cứ ở lại đây, má đi về một mình. Má. Má à. Má. 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 Anh hai, sao tự nhiên má nổi giận vậy? Em đâu có nói gì sai đâu. Má bữa nay rất là lạ. Trước giờ có bao giờ má la hai anh em mình như bây giờ đâu. Anh hai, tự nhiên em thấy lo quá à. Má đã muốn như vậy rồi á, em nghe lời má đi cho má vui. Nhưng mà em còn muốn về quê. Em có người thương rồi. Cái gì? Mới đây mà có người thương rồi hả? Em đúng là hư thiệt á. Nè, thằng Nhàn hay là thằng Nghĩa? Nói. Nói. Sao vậy? Em rất là khó nói, em không nói được. Là ai? Nói không? Là cậu hai. Trời, cái gì? Cậu hai?